Chuyến bay chuyển gần 118.000 liều vaccine phòng ngừa Covid-19 của AstraZeneca đã hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện Bộ Y tế, Tổng lãnh sự quán Anh, Tổng công ty AstraZeneca và công ty VNVC, đơn vị nhập khẩu, đã có mặt để đón những lô vaccine phòng Covid-19 đầu tiên này. Đây là những hình ảnh đầu tiên về lô vaccine Covid-19 AstraZeneca về Việt Nam. Để có những lô vaccine này là sự nỗ lực của Bộ Y tế và chung tay của hệ thống tiêm chủng VNVC trong việc chấp nhận rủi ro để đặt mua vaccine này. Đây là những liều vaccine đầu tiên được nhập về Việt Nam theo hợp đồng đặt mua 30 triệu liều vaccine COVID-19. AstraZeneca là vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên được phê duyệt nhập khẩu có điều kiện vào Việt Nam. Đây là vaccine do công ty dược AstraZeneca phối hợp với Đại học Oxford Anh nghiên cứu phát triển. Vaccine phòng ngừa Covid-19 AstraZeneca đã được cấp phép lưu hành sử dụng khẩn cấp tại hơn 50 quốc gia. Kết quả thử nghiệm lâm sàng cho thấy khả năng dung nạp tốt, hiệu quả bảo vệ lên tới hơn 80%. Đặc biệt, vaccine này có thể bảo vệ 100% khỏi bệnh nhân nặng, nhập viện và tử vong do Covid-19 từ thời điểm 22 ngày sau khi tiêm liều đầu tiên. Các phân tích cũng cho thấy vaccine có tiềm năng giảm 2/3 nguy cơ lây truyền virus không triệu chứng. Chúng tôi trân trọng biết ơn chiến lược tiếp cận vaccine chủ động và sự tin tưởng của chính phủ Việt Nam, Bộ Y tế cũng như VNVC đã tạo điều kiện cho lô vaccine có thể sớm có mặt tại Việt Nam. AstraZeneca đánh giá cao việc VNVC chấp nhận rủi ro khi đặt vaccine của hãng ngay từ trong quá trình nghiên cứu. AstraZeneca tự hào được đóng góp đầy ý nghĩa cho cuộc chiến chống Covid-19 và phục hồi kinh tế quốc gia qua việc cung ứng vaccine này. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chính phủ, Bộ Y tế và VNVC để cung cấp vaccine cho người dân nhanh chóng và an toàn nhất có thể. Cái lô đầu tiên này gồm 117.600 liều. Cái vaccine này là vaccine đã được Tổ chức Thế giới chỉ quyết định để cho sử dụng rộng rãi trên thế giới. Và hiện nay thì đã được sử dụng trên 50 nước. Và có cái hiệu quả kháng virus tương đối cao. Thế và để được có cái lô vaccine đầu tiên này thì chúng tôi đánh giá rất cao cái sự chung tay của công ty AstraZeneca, của hệ thống tiêm chủng VNVC và các cơ quan hữu quan. Và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ cố gắng để đưa những cái lô tiếp theo về trong thời gian sớm nhất để có thể có vaccine để phục vụ cho công tác phòng chống dịch cho nhân dân.